Thưa quý vị, Thịnh Nguyễn đang có mặt ở vùng ngoại ô của thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn. Đây là đại lộ Nguyễn Văn Linh. Trước kia quý vị sẽ nghe đến một đại lộ, đó là Nam Sài Gòn, Bắc Bình Chánh. Đó chính là đại lộ này. Và buổi chiều về khu vực của đại lộ Nguyễn Văn Linh. Ngày hôm nay thì đây là những cao ốc, những tòa nhà xây dựng theo chính sách nhà ở xã hội để giúp cho người dân có những điều kiện sinh sống tốt hơn. Mời quý vị nhìn lại vùng ngoại ô của Sài Gòn trong thời buổi Sài Gòn đang phát triển rất mạnh. Và nhìn theo đại lộ Nguyễn Văn Linh này thì quý vị thấy có một giao lộ rất lớn phía trước, đó chính là giao lộ với lại quốc lộ 1A. Và nếu đi thẳng Nguyễn Văn Linh này theo ánh đèn xe quý vị nhìn thấy thì sẽ đi đến được cái đoạn dẫn và sẽ đi vào được cao tốc Sài Gòn Trung Lương, một trong những cao tốc hiện đại nhất của miền Nam, của Sài Gòn, của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và đây cũng là một cửa ngõ khá quan trọng để đi về đến được khu vực của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và giáp ranh của Sài Gòn, mà nơi Thịnh Nguyễn đang có mặt đó là huyện Bình Chánh, chính là tỉnh Long An. Về hướng này thì quý vị sẽ thấy là sẽ đi theo quốc lộ 1A để đến được với khu vực của ngã ba An Lạc và đi vào đến bến xe miền Tây, hay là đi thẳng qua khu vực của ngã tư Tân Sơn, sẽ vào đến khu vực của quận Tân Bình, Tân Phú, Tân Bình, hoặc là đi Hóc Môn, Củ Chi, Gò Vấp. Thịnh Nguyễn đang có mặt ở đây là tầng 21 của tòa nhà Hoàng Quân Plaza, một trong những dự án khá lớn nằm ở khu vực sát chợ Bình Điền. Hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo để giới thiệu về thành phố Hồ Chí Minh